Vâng, và chào mừng tất cả các bạn đến với map thi đấu đảo quân sự. Và một trong những map thi đấu mà chúng ta sẽ phân thắng bại giữa hai đội tuyển DC và các thành viên của Soul Esports. Và từ lúc top 3 đổ xuống thôi thì các bạn có thể nhìn thấy rằng cách biệt nó chỉ đâu đó là một điểm. Và cuộc chiến sẽ dành lại cho những đội tuyển nằm ở top trên. Và bây giờ thì để xem những đội tuyển top dưới họ sẽ thi đấu như thế nào, chắc chắn là một trong những trận thi đấu xanh chín và sẽ tốc độ diễn ra nhịp độ trận đấu sẽ là rất là nhanh. Vẫn đang là một tình huống một TAG nhảy khá gần vị trí của LKS, sau khi đó Soul Esports nó có một điểm nhảy khá là quái dị. Họ nhảy ở phía nam của thành phố, phía nam của bản đồ, và họ có lẽ họ sẽ đứng ở đấy đến hết trận luôn. Vâng, và bây giờ Lucky Star đã chạm mặt với ai đấy ạ? Vâng, Lucky Star đã đối đầu với một đội tuyển khác ở đây, hai đội tuyển mỗi ông một nửa. Vâng, bên này là Lệ, các thành viên của Lệ Thủy Esports. Team này cũng đang chơi ở đấu trường đại chiến quân đoàn đấy. Đội tuyển Lệ Thủy này thì dường như là thích nước rất nhiều. Chỗ nào gần nước là ra thôi, nhưng mà dường như là thấy rằng nước không hợp với họ. Và khả năng cao ván thi đấu này sẽ là một ván thi đấu họ phải nằm xuống sớm rồi. Và nếu có thể giải được lời nguyền này thì Lệ Thủy sẽ cùng lắm được vào đến top thứ 10 mà thôi. Vẫn đang một tình huống mà LTE cũng như là vị trí LKS họ kè nhau khá nhiều. Nếu ở cái vòng thi đấu vòng loại ấy, thì team Lucky Star Champion, tức là cái team Lucky Star LKS họ thi đấu khá là nổi bật. Đó, khi mà họ có cho mình, họ vượt, thậm chí họ vượt qua ở WAG. Đấy, team WAG họ còn không vượt qua được vòng bảng của cái giải PUBG Esports này. Trong khi đó đây là TAG, SunXG, Lucky, Lummer và Xuân Lâm. Thực sự trong giải đấu này thì TAG được kỳ vọng khá nhiều, tại vì ở vòng bảng bắn khá hay. Và bên cạnh đó cũng có khá nhiều thành viên tay to, nhưng thực ra đến ngày hôm nay thi đấu chung kết thì có vẻ hơi run. Vâng, chắc chắn là các thành viên của TAG cần phải lấy lại cái tinh thần trước cái trận thi đấu ở trong giải đại chiến quân đoàn trong tuần thi đấu sắp tới. Khi mà với cái phong độ thi đấu như thế này thì khả năng đến lúc mà chạm mặt thẳng với những cái đội tuyển Soul Esports ngay. Và bây giờ là Lệ Thủy sẽ có giao tranh ở đây rồi. Tiếng súng nổ ra đầu tiên đến từ vị trí của Hồng Ánh, và Hồng Ánh không ngán gì vào giao tranh tại thời điểm này cả. Tầm này gặp ai là bắn thôi. Tầm này thì đây là ván đấu cuối cùng rồi, không còn cơ hội nào cho họ thể hiện nữa. Và ví dụ như là LKS thì hôm nay họ không còn mục tiêu cụ thể trong giải đấu nữa. Thế nên là bây giờ cứ chơi gọi là bay hết mình mà thôi. Vâng, và đang có tình đội tuyển giao tranh với nhau nhiều hơn. Nhưng chúng ta giao tranh theo cái kiểu là để học thêm kỹ năng, chứ không phải là giao tranh chọc có và lao vào bắn nhau. Tại vì là các bạn cần phải chắt chiu từng cơ hội mới có thể gặp nhau trong một trận thi đấu với 12 đội tuyển mạnh như thế này, chứ không có bất kỳ một ngày thi đấu nào mà các bạn có thể gặp nhau được như thế này đâu. Và lúc này các team họ đang thi đấu tương đối nghiêm túc trong ngày hôm nay. Đây là vị trí LTE Tiger vẫn đang có pha nhìn ngó về phía đằng xa. Vâng, có phát hiện là vị trí LKS Hồng Anh hay không? Ui, Hồng Anh chạy khá là lộ, nhưng mà có vẻ như Tiger anh ta cũng hơi run nên anh ta cũng chưa có mình pha tấn công. Trong khi đó thì tôi thấy Soul Esports nó đang di chuyển ở trong vực đảo dừa. Vâng, Soul Esports chúng ta có thể nhìn ở vị trí của team số 4 kia, thì tôi đoán đó chính là vị trí của Soul Esports. Hôm nay họ nhảy dù ở gần đó, bây giờ họ sẽ di chuyển ra mà thôi. Và bây giờ mà Soul Esports đẩy vào và ăn được đôi ba mạng nhỉ, thì coi như là ván đấu này nó đóng hòm luôn. Vâng, đúng là như thế. Bây giờ nếu mà Soul Esports nằm xuống sớm nó mới là cẳng, và họ chỉ có thể ngồi và cầu nguyện. Và để xem kịch bản này có diễn ra đúng như anh Huy vừa nói không, đó là TAG, không phải Soul Esports. Đó là TAG các bạn đó ạ. Đó, TAG, và lúc này thì team số 4 và team số 2, đây là LKS và LTE cũng như là TAG đụng nhau ở trong đảo dừa. Vâng, bắn gì không bắn, lôi ba team lôi nhau ở tận cái chỗ khỉ ho cò gáy để mà quất nhau. Vâng, lạ thật sự. Vâng, tầm này phải đi tìm các thành viên của Soul mà dìm đội tuyển Soul xuống đi, cái trận đấu rất nhiều. Bây giờ thử bật map lên xem là team Soul đang ở đâu. Vâng, kỹ thuật viên đấy, Soul họ chỉ đứng ở một chỗ thôi. Vâng, Soul đang có mặt trong vực nhà máy điện. Trong khi đó thì SSG như là HQ đang quất nhau. Vâng, quất nhau tầm này Funky đã phải nằm rồi. Ở tầm này thì các thành viên của Soul nằm xuống thì cuộc chiến nó lại vui hơn rất là nhiều. Trong khi đó thì không có đội tuyển nào dám đi tìm, mà dường như là họ còn đang bị áp vía đến tận trận thi đấu cuối cùng. Không dám động vào đến trận thi đấu cuối cùng luôn, thì không biết là có biết vị trí hay không. Trong khi đó HQ mất thêm một người chơi nữa, Artemis cũng đã phải nằm xuống. Còn neo não còn quay trở lại đây shopping mua thêm chai nước uống rồi chạy cho nó khỏe nào. Không chạy con nhà đang rồi. Có mình một tình huống mà HQ đang bị lùa đến vị trí của SSG. Vâng, hình như là ba cái team ở đảo dừa vẫn đang được ngắm nhau hay sao ấy, chưa thấy có giao tranh. Chưa thấy ngắm. Đúng rồi, đấy, vẫn đang ôm nhau với đảo dừa. Vâng, sợ thật sự ạ. Trong khi đó thì ở trong tình huống này thì SSG và HQ đã giã nhau rồi. Và HQ, ôi, HQ cầm chắc phần thua. Vâng, trong tình huống này. Một tình huống lao xe vào rừng rất đúng nhịp. Bây giờ thì neo não đang bỏ chạy, nhưng mà tôi nghĩ là neo não cũng khó rồi. Ôi. Vâng, cứ lấy xe mà lùa như thế này thì chạy đi đâu. Chạy đâu còn xấu. Đó là bạn của HQ dừng chân ở vị trí top 12.
ô thế này thì cái top 3 cũng không lấy được, chứ đừng nói đến là cái top 1. Vâng, đây là vị trí của LKS. Ba team ở đây họ vẫn ôm nhau ở đây. Vâng, không hiểu là thủ gì chắc vậy. Vâng, vẫn tình thương mến thương mìn đĩa các kiểu là điều đặt ra. Đây là vị trí của VMing Dark Love. Và hôm nay thì VMing họ đang tiếp cận tới gần vị trí của sâu của SSG. Super Sài Gòn họ đang nằm ở trong thế nguy hiểm. Có vẻ Super Sài Gòn họ đang không biết vị trí của Dark Love ở đây. Và Dark Love anh ta chạy khá thoải mái từ nãy giờ, thậm chí anh ta còn nhìn thấy cả vị trí của Phúc Sài Gòn. Và anh ta đổi rất nhiều thứ trong tay. Vâng, không biết anh ta định đổi cái gì nữa. Để xem anh ta có đổi vận được hay không. Bây giờ thì VMing chắc chắn là sẽ giao tranh rồi. Đúng rồi. VMing tới cái giải này là chỉ có chiến, ngay lập tức Thanh Nhã đang bị bắn rồi. Bị cấu đi cho mình 30 máu nhưng hồi lại rất nhanh. Và anh ta vừa phải sốc lại oxy và tầm này là phải hai tay hai mình mới có thể dở được. Một bạn bắn đầu quá. Rất nhiều bom keo được ra. May mắn vẫn còn 4 quả nhưng đỡ đổi hay không. Khó rồi, khó máu rồi. Ở đây rồi. Quá khó rồi, trong khi đó tỏa sáng có mình mạ của vị trí của Flash Cool ở đâu đó. Thành Nhã gãy rồi, Thành Nhã anh ta đứng ở cái chỗ mà không có cửa nào để chạy cả. Trong khi những thành viên còn lại vì mình cũng rất là khó để mà có thể cover người đồng đội mình. Liệu ui nhưng mà đi anh ta có rồi mình. Vâng, rất nhanh. Vâng, một tình huống rất nhạy cảm đấy được vị trí của đi. Và anh ta thậm chí còn ném lại lựu đạn đó. Ui. Quả lựu đạn chất lượng đến ở vị trí của SSG đi. Đẳng cấp. Đẳng cấp, một quả lựu đạn mà anh ta nhìn thấy hướng ném lựu đạn đối phương, anh ta ngay lập tức ném trả lại một quả rất chính xác. Ôi. Và đó là tình huống mà đi tiếp tục có thêm cho mình một quả lựu đạn nữa. Lúc này thì VMing tan vỡ rồi. Vâng. Và VMing họ gặp thánh ném lựu rồi. Thần lựu hiển linh rồi. Quả lựu đạn vừa rồi. Thần chọi gạch rồi, không thể lấy cái gì ra mà đỡ trong tình huống này được. Và SSG và cả giải họ bắn mờ nhạt, tự nhiên đến ván cuối họ lại bắn điên lên, dị thật sự. Vâng, đó là bạ của vị trí của lớp B. 6 kin SSG quét sạch HP Sport không mất ai. Sau họ phản công lại cả vị trí của team VMing, họ lùa cả VMing chạy đi rồi. Vâng, rất khó tin trong tình huống mà SSG đi. Anh ta có những quả lựu đạn ném nó phải gọi là đi vào lòng người. 6 kin SSG đi. Từ nãy giờ cái team này chỉ có một mình anh ta có, mình mạ gục thôi. Vâng. VMing crazy bắn gãy vị trí của Speed rồi. Anh ta sử dụng cho mình chiêu đó là ném đá dấu tay hơi nhiều, chỉ ném mỗi lựu đạn thôi, dành được 6 kill mà có mà 7 kill thì thực sự là đẳng cấp. Vâng, anh ta lại mang lại tận 6 kill VKBing, tưởng chừng là một tình huống là kẻ thứ 3 tới nhưng mà dường như là bị phản đam lại và sấp mặt buộc còn lòng phải chạy. Còn lại mỗi mình crazy thôi. Buộc lòng crazy phải chạy, bây giờ thì Proway đang thủ trong khu vực nhà ma này và đang thấy có một team số 10 tới đây rồi. Vâng. Thủ nhà làm gì nữa, tầm này là phải đi săn thôi. Tầm này là phải đi săn, có một team số 10 chạy ngang qua. Còn sâu eSports có lẽ vào đầu cuối này họ chỉ thủ thôi. Vâng, họ đi trốn, đưa nhau đi trốn, đây là DC. DC chỉ muốn đi tìm vào vị trí của team sâu eSports. Nếu như bây giờ DC tìm thì sâu eSports, hạ gục sâu eSports và lấy cho mình một top cao thì họ vẫn sẽ có thể lấy cho mình nó chức vô địch. Đúng. Vì team này chỉ kém team kia có 11 điểm, 138 so với 127 điểm. Đây là 11 điểm là khoảng cách mà DC cần vượt qua. Đó là một khoảng cách mà họ có thể vượt qua được. 11 vẫn đang còn ở đây. Đúng rồi. Mà gym được xuống cái top thứ 11 thì cuộc vui nó mới bắt đầu. Nhưng mà để ý là DC đang bị kẹp giữa ba team, điều đấy nó mới là điều khó. Tỏa sáng có mình mạ gồ vị trí của Lâm Mờ. Vâng, đang bắn nhau rồi. Đang bắn nhau, những cái team mà đang bắn nhau với tỏa sáng thì đó là TAG mà thôi. Như vậy là ba cái team mà ôm nhau ở đảo dừa hoàn toàn không bắn nhau, bây giờ mỗi người lại đi một phương. Vâng, ra được khỏi đảo dừa thì bắn nhau câu kéo được vài mạng thôi. Dường như là những cái team này thì chơi thủ ở trong trận thi đấu cuối cùng chắc quá. Quá chắc cộp. Bị bắn ở đâu đó, DC đang chặn ở bên ngoài. DC có thể gia tăng được lượng điểm hạ gục nhờ những cái tình huống ăn hôi như thế này. Khi mà bên ngoài kia tỏa sáng đang phải chạy. Vâng, tỏa sáng cái thứ có mạng TAG là mờ rồi. Vâng, DC bây giờ tìm các thành viên. Tôi nghĩ bây giờ team đang sốt ruột nhất ở trong ván đấu ấy chính là DC. Thực sự họ sẽ cực kỳ sốt ruột trong ván đấu này. Tôi đang cảm giác là sâu eSports, nhưng mà có vẻ như cả Heavy họ đang tiến tới đây. Tôi nghĩ là có một cái điều gì đó liên quan đến sâu eSports ván đấu này. Và có một điều gì đó rất phong thủy. Heavy này họ đang tiến tới. Heavy họ đang có rất nhiều cơ hội lấy cho mình ít nhất là vị trí top 3. Vâng, để xem các thành viên của Soul Sport có thể trốn khéo nữa hay không. Và TG xoan có mạng của bé Mì rồi. Một tình huống kéo tầm tốt và lại là một pha gạt giỏ nhanh tay. Và đang ở đây thì Panda và Kim Tròn đang mua thêm những lượng trang bị. Một team nào đó đang đẩy ở vị trí Heavy. Vâng, có một team đang đẩy ở vị trí Heavy. Đó là vị trí của tỏa sáng. Đây rồi, đôi giày. Phát hiện rồi, vâng, phú đại đỏ sát thường. Ôi. Không nhặt bom kèo kịp trong tình huống này. Vâng, khó cứu được Heavy phú đại rồi.
Trong khi đó thì Ái Thư đứng khá lộ liễu bên ngoài. Ái Thư bị free shot từ vị trí của Panda. Panda bắn khá thoải mái. Câu Ly hạ gục vị trí của Ái Thư. DC đã có được bình mạ gục đầu tiên của họ trong trận đấu này. Vâng, đang có những tình huống 1 đổi 1 và sẽ là một kèo 3 đấu 3. Tôi đang nhìn team Flash có một người đứng bên dưới kia. Và cớ mơ mẹ cũng đã phải nằm xuống một quả nét ném tốt đến từ với chú Kim Tròn. Thêm một quả nữa được ném ra đây rồi. Team tỏa sáng bây giờ còn 2 người thì phải và bị quay trong khu vực nhà gỗ này. Panda đã tay vào. Quả liệu rất hay đến từ Kim Tròn. Từ chú Kim Tròn nữa rồi. Anh chàng Good Boy đặt bom keo ra. Panda bốc máy đi nào. Thêm 2 quả keo nữa. Panda chạy lối này thì hơi mất thời gian rồi. Panda ơi, một pha đẩy vào Panda nằm xuống. Đó. Đó là pha one shot đến từ Good Boy. Để xem anh chàng Bảnh này có thể xử lý được tình huống này không. Đã cứu được rồi. CR7 được kích hoạt hắn lốc một. Bảnh ơi, Bảnh nằm rồi. Và Kim Tròn có tỏa sáng đây không? Đây là giây phút của trận đấu và tối đô. Kim Tròn Heavy bị quét sạch bởi một mình Good Boy. Good Boy anh ta bắn gãy Panda. Anh ta bắn gãy luôn cả Bảnh. Rồi anh ta làm nốt ở Kim Tròn. Nghĩa ra là Panda nên chạy theo cái hướng đằng sau. Anh ta đã nhìn thấy hai quả keo nhưng anh ta vẫn quyết định đó là cầu đấm ăn rồi. 5 mạng hạ gục dành cho vị trí của Good Boy. Tôi bắt đầu có một số những cái suy nghĩ lại liên quan đến trình độ của các team. Nhưng mà trong tình huống đó thì rõ ràng rằng Heavy họ đã chơi rất đúng bài. Họ đi rất đúng bài. Nhưng mà trong cái tình huống quyết định thì họ lại có những cái pha xử lý mà có lẽ là tự dưng lại hai người chạy đi. Đúng rồi, hai người để một mình Panda ở lại đối đầu với cả Good Boy. Và Good Boy thì anh ta xử lý tốt tình huống vừa rồi. Vâng, và thực sự là tình huống xoay sở Good Boy làm rất tốt. Trong khi đó DC không hiểu làm sao DC vẫn có thể ngồi im ở trong khu vực này nữa. Sau khi ăn được một mạng nó bay, DC vẫn đang ngồi im ở đây. Và Pro A họ sẽ công ở trong tình huống này. Rồi có vẻ như là hơi nguy hiểm đến anh cho DC rồi. Vâng, rất nhiều team đang run. Trừ Soul Esports này, team nào cũng đang rất run. Vâng, đã thấy Soul Esports tới đây. Nhưng khả năng họ sẽ là người thứ 3 khi mà DC đang chạm mặt Pro A. Có một mạng cầm lưu của chúng tôi à. Chạy lên nhà em ơi. Vẫn chạy lên, vẫn quyết định đứng lại để bắn. Lao ra làm gì, bịt keo vào cửa. Bên ngoài kia Soul Esports đang bắn vào. Soul Esports đang tới rất kịp thời. Và anh chàng kia này đang cố làm gì, quay lại đi. Thôi đẩy sang là sai rồi. Một pha đẩy ra dẫm bầy mìn hay lưu đạn. Và còn nửa bóng lại chạy về. Đúng rồi, chạy về nhà đi ạ. Một tình huống mà Soul Esports đang tiến tới rất gần khu vực này. Cái UAV quen qua bây giờ DC cũng như Soul Esports sẽ có pha đụng độ trực tiếp với nhau. Vâng, dạ luôn đây tình huống này quyết định này. Và liệu rằng Soul Esports có sai lầm tình huống này không? Soul Esports họ vẫn nên đi trốn. Vâng, họ vẫn nên đi trốn. Top 9 là đứt bởi vì DC họ đã có mình ít là 3 kill từ đấy đến giờ rồi. Bây giờ mà nằm ở top 9 mà không có kill nào cả. Bây giờ chưa có kill. Và DC đang là tuyển vẫn còn 4 họ người. Có 2 kill và lúc này đồ DC rất nhiều. Vì DC vừa rồi họ đã có những cái pha loot đồ, có mạng. Và lúc này thì đang là một tình huống rất căng thẳng. Sau liệu rằng đây có phải là sai lầm của Soul Esports hay không? Biết đâu lại sai lầm. Biết đâu Soul Esports lại sai lầm tình huống này hay chăng? Họ cần phải chạy zigzag hơn nữa. Chính xác như vậy. Chạy zigzag hơn nữa, thời điểm này chưa phải là thời điểm để giao tranh. Đây là bo thứ 3 nhưng vẫn đang còn 9 người. Họ cần phải biết tính toán cái lượng điểm của mình. Và tôi đang nhìn thấy rằng là Soul Esports đang có một hướng mở cánh vòng ra và kẹp đội hình của Pro A vào giữa. Ôi, một quả liệu của Yellow làm hay hai thành viên của Pro A. Vâng, hợp lý rồi. Vâng, hợp lý rồi. Vâng, liệu rằng Yellow anh ta có ăn được mạng hay không? Tiếp tục đó là mạng của vị trí của bot cỏ. Họ sẽ sấy một tình huống tìm sâu để bắn rất cháy và xứng đáng có mình trước vô địch trong ngày hôm nay. Và quét sạch với 3 mạng hạ gục dành cho Soul Esports. Vâng, DC có quyết định là đẩy sang hay không? Đẩy sang đấy rồi. Đây là DC. DC và Soul Esports sẽ quyết định xem chức vô địch của chúng ta ngày hôm nay sẽ thuộc về team nào. Huy Bình mất với mình khá nhiều máu. Đây là DC Pito, một tình huống mà lúc này đang được đẩy vào đến vị trí Pito. Đây bị bắn pin rồi, bây giờ Yuda phải nằm rồi. Vâng, đó là vị trí của tỏa sáng can thiệp vào đúng lúc quá. Vâng, và đen rồi. Vâng, cái khả năng mà có thể lật kèo nó tuột khỏi tay của DC. Vâng, trong tình huống đó thì lúc này SSG làm luôn hai thành viên của team Lệ Thủy Esports và top 8 và Soul Esports vẫn lại đủ cả 4 người. Trong khi đó DC, vâng, nước mắt rơi, cuộc chơi kết thúc. Bây giờ thì chính Soul Esports nó sẽ đẩy vào vị trí của tỏa sáng như là DC luôn. Vâng, bây giờ những anh chàng của tỏa sáng chỉ còn lại 2 người. Bây giờ ăn 2 người của đội Soul là đúng rồi, ăn 1 người em ơi. Và Duy Bình đang yếu máu và cả điểm đúng rồi, 1 người nữa này. Quái, đó vẫn là Good Boy. Đó vẫn là Good Boy. Và Good Boy ta vẫn đang được quẩy tình huống này. Ăn vào vị trí Yellow đấy không? Không ăn được. Ôi, Good Boy nằm rồi. Vâng, rất hay. Ui, nhưng mà đã cứu được. Vâng, khả năng cao là đội hình của Soul Esports chỉ còn lại 1 người và thôi. Anh ta đang chạy để giữ top.
Vâng, bây một giờ bàn thì... đấu quá cảm xúc. Ui, TS của Boeing thật có 8 kin bàn đấu vậy rồi. Chính ra là toàn sáng là cứu tinh của cả cái gì nữa mà bây giờ chưa biết là đâu. Chưa biết là team nào ăn. Đúng rồi, chưa biết là cờ bạc về cuối nó sẽ như thế nào đây. Hay quá. Một giải đấu quá cảm xúc và lúc này vẫn đang một tình huống xảy từ vị trí Good Boy. Vẫn phải nói rằng tỏa sáng ngày hôm nay họ hơi tối. Vâng. Phải nói rằng từ đầu giải giờ từ đầu ngày thi đấu tới tỏa sáng hơi tối, nhưng đến van đầu cuối cùng họ trở về đúng về cái tên của mình là tỏa sáng. Họ đang giúp cho giải đấu chúng ta hay hơn rất nhiều. Ui, lại là Good Boy. Good Boy anh ta thân rồi. Vâng, hôm nay anh ta cân cả Heavy, bây giờ anh ta cân luôn cả vị trí của Son Sinh Gai, chơi cả chảo quật luôn. Vâng, 19 kim cho vị trí của Good Boy. Vâng, có Lucky ở bên ngoài, tôi không đánh giá cao Lucky cho lắm. Vâng, Lucky vào là khả năng là cũng đi trần lánh toát luôn. Đây là vị trí lớp tôn. Quan trọng là đội của DC và sâu tỏa sáng 14 kim rồi. Cái lượng người nó bây giờ chỉ có một bên 1 và một bên 2 thôi. Và bây giờ đội hình của sâu nằm xuống bây giờ sẽ là một kèo thi đấu căng thẳng. Và cuộc chơi sẽ dành cho các thành viên của DC. Đây là SSG, SSG có 10 kin rồi. Vâng, và cuối cùng này những cái team mà ngày hôm nay họ thi đấu không tốt thì đến ván cuối họ lại rất cháy, tôi không hiểu giải thích tại sao như vậy. Vâng, liên tục với những quả lựu đạn đến vị trí của Love Boy. Bây giờ thì có lẽ chúng ta chỉ soi vị trí của Soul Spot. Vâng, lại tiếp tục là lựu đạn. Team đi một hết đây. Good Boy chưa được rồi. Vâng, vẫn đang kè, họ vẫn đang ném nó rồi. 13 kin nó vị trí của Good Boy. Vâng. Không thể tin nổi. 18 kin dành cho vị trí của tỏa sáng rồi. Vâng, tại sao đến giờ này họ mới chơi hay? Vâng. Tôi không thể hiểu nổi tại sao đến giờ này tỏa sáng họ mới chơi hay. Khoảnh khắc của thần đồng là đây các bạn ơi. Và sau ý son dừng lại và người hạ cũng là câu lì đến với vị trí của DC. Vâng, rất hay. Bây giờ cuộc chơi bắt đầu nó căng thẳng hơn rất nhiều này. DC có được mình 3 kin. Sâu cũng có 3 kill nhưng bây giờ nằm ở vị trí thứ 5 rồi. Trong cái đó thì cơ hội vẫn còn. Cơ hội vẫn còn cho vị trí của những bay tỏa sáng Good Boy anh ta. Ôi, đang đẩy ra. Anh chàng này không độ bây giờ đang hút trời. Đúng rồi, anh ta ném một quả lựu vào vị trí của Yan Bin nhưng chưa gây được nhiều sát thương. Trong cái đó Câu Ly đã bị lộ vị trí, Câu Ly di chuyển bên trong nhà. Good Boy có thể sẽ là người ngáng đường. Hôm nay thì sẽ ngáng đường vào vị trí của không, TAG mới là team phải nằm xuống. Trong khi đó Yan Bin vẫn có thể không, anh ta vẫn đang cố gắng có quay thôi. Vâng, hai thành viên của sáng 19 kin rồi. Vâng, ăn một nửa map rồi, SSR ăn một nửa còn lại. Trong khi đó thì Good Boy vẫn có lẽ anh biết đâu team tỏa sáng vô địch rồi chăng. Tôi không nhớ là lúc này team tỏa sáng họ đang có bao nhiêu điểm, nhưng mà với cái lượng điểm khủng khiếp này biết đâu họ lại leo lên được thì sao. Cái này mà có vâng. Huy hiệu nhân đôi thì chắc là vô địch rồi. Vâng, vì vâng, mình Crazy đang đứng ngoài cầm 1887. Good Boy đẩy ra với hai cây vector. Good Boy anh ta phát điên rồi trong màn đầu cuối rồi. Vâng, anh ta hóa thú rồi. Vâng, ăn ra cả Crazy luôn. Crazy chạy đi đâu? Ôi, không được rồi. Nhưng vẫn ăn được. Và đó sẽ là hạng cúp thứ 20 cho tỏa sáng màn đấu này. Và DC sẽ lấy cho mình cái top 2. Vâng, top 2 9 điểm của DC. Và lúc này chỉ còn lại Yan Bin thôi. Nếu mà lấy top 1 tích được thêm 3 điểm nữa. Và tích được thêm 3 điểm nữa thì chuyện gì cũng có thể xảy ra. Vâng, bây giờ sẽ là một map đấu tử chiến dành cho các dân chơi. 1-3, 1-2 với kèo Vector. Vâng, thường kèo tận 24 quá. Good Boy bị hạ gục. Đây, mạng hạ gục thứ 4. Và liệu rằng Yan Bin ta có lấy được mình top 1 trong trận đấu hay không? Rất căng thẳng, quả cực kỳ căng thẳng. Sau quả kèo anh ta sẽ dồn đối phương ra khỏi bóng kèo này. Anh ta dồn, không dồn được hay rồi. Vẫn đang được chơi, vẫn đang được xoáy. Ôi, không được rồi. Và DC chỉ dừng chân ở vị trí top 2, 21 kin nó tỏa sáng. Thật là kinh khủng, không thể hiểu nổi tại sao mà Good Boy và đối với cùng ta có thể có một phong độ khủng khiếp đến như vậy. Tỏa sáng 33 điểm cộng thêm. Tại sao những cái ván đấu đầu tiên nó không chơi như thế này? Tôi không thể hiểu nổi. Vâng, một trong những cái tình huống mà các đội tuyển họ thực sự họ đã cảm ơn các đội tuyển rất là nhiều khi họ đã cống hiến những cái trận thi đấu cuối cùng đến màn đấu không cuối. Không phải là buông súng nữa mà họ cống hiến hết mình làm cho cái cục diện trận đấu thực sự nó rất khó đoán.